Ngày 16 tháng 1, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Bá Thiện, 48 tuổi, ngụ tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong thời gian làm giám đốc công ty cổ phần chế biến muối và nông sản miền Trung, công ty có 52% vốn nhà nước, Trương Bá Thiện đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc công ty ký khống các hợp đồng kinh tế để rút tiền của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân. Kết quả điều tra bước đầu xác định, Trương Bá Thiện đã tham ô số tiền 1,7 tỷ đồng. Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định bắt tạm giam Trương Bá Thiện điều tra, đồng thời điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.